năm nay chúng ta thường tưởng tượng như kiểu chúng ta đi cổ vũ bóng đá đúng không? Hey, năm nay này, kiểu như vậy nhá. Thế xem hôm nay dị quá. Minasan konnichiwa, Trang desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trang và chúng ta lại gặp nhau ở 30 phút học tiếng Nhật mỗi ngày. Chui xe đi, học ngữ pháp, bun bun đó. Ngữ pháp đọc 4 theo câu chuyện của Trang sensei đúng không ạ? Trang sensei no nikki de nihongo no benkyo. Vậy hôm nay chúng ta sẽ học bài 26 Dai ni ji no ka. Và câu chuyện của chúng ta sẽ là kể đến cắp trái tim Kokoro no dorobo. Vậy câu chuyện của chúng ta như thế nào thì chúng ta cùng quay vào bài luôn nhá. Rồi, đây là câu chuyện của sensei. Và một đêm không trăng không sao, tại một khu vườn vắng thì bỗng có một tiếng động sột soạt sột soạt. Và sensei đã tiến đến gần và cất tiếng hỏi: ai vậy? Dai desu ka? Và bỗng cái bóng đã giật mình và quay lại vẻ, quay lại với vẻ mặt xoái ca rồi ôm cái cổng chạy đi mất. Chạy ô hô to, ôm cái cổng hô to: chạy thôi, chủ đồng bọn chạy đi đúng không? Vậy là sensei đã đứng đơ ra và tự nhủ: mình nhìn thấy như vậy mình đơ ra luôn. Và trong đầu mình vẫn chạy mọi người, mình không có thể cử động được luôn. Và tự nhủ là tỉnh lại đi, mất cái cổng rồi kìa. Và khi mà mình đã giật mình tỉnh lại thì bạn đấy đã chạy mất rồi, tên trộm đã chạy mất. Và sensei chỉ có thể hét lớn là: đừng có chạy, dừng lại đi. Vậy trong bài hôm nay, trong câu chuyện này chúng ta sẽ học được gì nào? Và chạy thôi, tỉnh lại đi, đừng có chạy. Vậy câu này nó nằm trong ngữ pháp nào thì cùng sensei đi vào bài hôm nay nha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu thể mệnh lệnh và thể cấm chỉ. Thứ nhất là dùng để bắt buộc ai đó phải thực hiện một hành vi nào đó, mình bắt buộc họ luôn. Được, thể cấm chỉ được dùng để ra lệnh cho ai đó không được thực hiện một hành vi nào đó. Đây là thể mệnh lệnh này. Mệnh lệnh để bắt buộc ai đó thực hiện một hành vi nào đó. Còn thể cấm chỉ để ra lệnh cho ai đó không được thực hiện một hành vi nào đó nhá. Các thể này thì mang sắc thái mạnh, áp đặt và đe dọa. Và vì thế phạm vi dùng rất hạn chế. Nào, chúng ta là phụ nữ với nhau, chúng ta không dùng vậy. Các bạn nam không dùng, cho các bạn nữ dùng trong trường hợp nào, các bạn có biết không? Nào, các thể này nó là các động từ mạnh đúng không? Vậy chúng ta sẽ dùng cho nam giới có tuổi tác cao, dùng cho người giới. Các bạn thấy người Nhật ấy, người cao tuổi họ dùng với người trẻ rất là xuồng xã đúng không? Thì chúng ta có thể dùng thể mệnh lệnh hoặc thể cấm chỉ như là hajaku nero, nhanh đi ngủ đi, bố bảo con đúng không? Con nhanh ngủ đi, hajaku nero nè. Okure được nè, đừng có đến muộn đấy. Tức là người lớn, người trên bảo người dưới đúng không? Hoặc là gì ạ? Damare. Nào, hoặc là hai bạn nam chơi thân, các bạn chơi thân thường hay mày tao đúng không? Với các bạn nữ thì hay là anh em tớ cậu cái này kia, nhưng mà cái bọn con trai nói chuyện với nhau auto là tao với mày. Asta uchini koi yo. Mai đến nhà tao đi, nhà tao chơi game chẳng hạn đúng không? Mẹ tao đi vắng rồi. Hoặc là mai tao rủ con bạn tao đến, mày đến đi đúng không? Rồi, hoặc thứ hai là thường dùng để truyền đạt chỉ thị trong công xưởng hoặc là hỏa hoạn động đất. Ví dụ như các bạn là hỏa hoạn hay được học là kazida đúng không? Hỏa hoạn kia này. Hoặc là hashiru na, đừng có chạy này, nigero, chạy thôi đúng không? Chạy trốn thôi nào đúng không? Rồi, hoặc là hô khẩu lệnh trong ruộng diễn tập ạ. Jasume, hashire, gambare. Gambare chúng ta thường tưởng tượng như kiểu chúng ta đi cổ vũ bóng đá đúng không? Hey, gambare, kiểu như vậy nhá. Thế xem hôm nay dị quá. Rồi, dùng trong các ký hiệu giao thông ạ. Các bạn đi ở bên Nhật hay có các ký hiệu là Tomare ở các biển báo hoặc là ở trên vạch kẻ đường ấy. Thì chúng ta nhìn thấy dưới đường hay có in chữ Tomare hoặc là hai lượng nữa là không được vào, hoặc là Tachi Kinshi đúng không? Là cấm vào chẳng hạn. Thì thường dùng trong các biển như vậy nha. Rồi, Mereke. Mereke thể mệnh lệnh cách chia của chúng ta sẽ như sau. Nhóm 1 ạ. Nhóm 1 động từ là V kết thúc bằng đuôi y cộng mã sự đúng không? Về mã sự mà. Vậy chúng ta sẽ chuyển thành y từ động từ kết thúc bằng đuôi y chuyển thành sang cột e ạ. Ví dụ như là imasu là nói đúng không? Ieru đúng không ạ? Nói thể mệnh lệnh nói đi, không được im đúng không? Rồi, ví dụ như là hatarakimasu đúng không? Hatarakimasu, oyogimasu, nomimasu hoặc là yobimasu thì chúng ta sẽ có là ki chuyển thành kê đúng không? Y thành e với ki sẽ thành kê rồi. Hatarake, oyoge, nome và yobe được chưa? Nhớ nha. Y chuyển thành e cộng với masu hoặc là tùy các bạn nha. Rồi, ở thứ hai ạ. Rồi, ở nhóm 2 chúng ta sẽ cách chia rất là khác và rất là đơn giản thôi. Thêm lô vào sau thể masu ạ. Thêm lô bỏ masu ạ, cộng với lô. Vào. Tabemasu đúng không? Chúng ta sẽ chuyển thành tabero. Và
kaemasu tomemasu nemasu sẽ chuyển thành kaero matomero và nero nhá. Nhớ nha, nhóm 1 và nhóm 2 chia không giống nhau. Nhóm 1 y thành e, nhưng mà nhóm 2 chúng ta chỉ cần bỏ masu và cộng với ro, cách chia đã khác rồi nha. Nên là cái thể này rất hay là nhầm lẫn, nên các bạn nhớ để ý nha. Rồi, ở nhóm 3 chúng ta sẽ có là hai động từ đặc biệt là kimasu và shimasu, đúng không? Vậy kimasu chúng ta sẽ chuyển thành cội và shimasu sẽ thành shiro. Kimasu thành cội và shimasu thành shiro. Bên Nhật người ta hay gọi con chó hoành hình nhá. Côi côi côi, lại đây đúng không? Đấy, hoặc là các bạn nam trêu nhau ấy, côi côi lại đây đúng không? Đừng có dùng các bạn nữ nha, không ông dùng nó bỏ đấy. Kimasu thành côi, lại shimasu thành shiro. Vậy benkyo shimasu thành benkyo shiro, học từ nào đúng không? Mệnh lệnh đấy. Sanbo shimasu thành sanbo shiro. Từ nay chúng ta có thể dùng trong trường hợp là saiki maruku ni natte ne. Sanbo shiro, dạo này thì mày có vẻ tròn lên nhỉ, hãy gì ạ? Hãy đi dạo nào, đi dạo thôi đúng không? Bởi người Nhật họ hay tránh cái từ futoi ấy, thì bạn có thể dùng là tròn lên, maruku ni naru. Maruku naru đúng không? Maruku naru. Maruku naru ne. Nào, dạo này mày tròn lên rồi đấy, nên là hãy đi tập, đi bộ thôi, đi dạo thôi sau bữa ăn ấy, đừng có nằm như vậy nữa. Rồi, với chú ý của chúng ta ở bài này sẽ là kuremasu ạ. Kuremasu là chúng ta học là gì ạ? Là một động từ thể hiện sự kính trọng đúng không? Cho ai đó cái gì, tặng ai đó, biếu ai đó. Vậy chúng ta sẽ không dùng trong thể này nhá. Kuremasu ạ. Vẫn giữ nguyên là kure, được chưa nào? Rồi, thứ hai là những động từ không thể biểu thị chủ ý ạ. Những động từ thể chủ ý như là arimasu, wakaru, dekiru. Hiểu này, có hoặc là có thể thì chúng ta không được dùng trong thể mệnh lệnh. Mày hãy hiểu đi ? Cái đấy thì không được dùng đúng không? Hoặc là mày hãy có nó đi, hay mày hãy có thể làm nó đi. Điều đấy thì chúng ta hoàn toàn không sử dụng được trong trường hợp này nha. Thể mệnh lệnh không dùng trong những động thì biểu thị chủ ý như là có này, hiểu này, hoặc là có thể, nhớ nha. Wasurete nai youni memo shite kudasai. Thế không quên thì chúng ta memo lại. Rồi, đây là gì ? Tsunami đúng không? Vậy là tsunami yo hayaku ne nigero, sóng thần kiểm hãy chạy thôi, đó là gì ? Trong hỏa hoạn, động đất, trong những tai nạn thì chúng ta hãy dùng những cái câu được gọi là có cái kiểu biểu thị động từ mạnh để mọi người có thể trực tiếp tiếp xúc vào cái động từ đấy luôn để thực hiện luôn hành động đấy đúng không? Sóng thần thì mình không thể dùng ô đề sự yếu được đúng không? Chúng ta sẽ dùng động từ mạnh luôn để mọi người có thể nhận ra để kịp chạy đúng không? Hoặc là kaji dayo hay là cử nhí ghế độ, ô có hỏa hoạn đấy hay mau chạy đi nào đúng không? Hãy dùng thể, nó là thể mệnh lệnh, dùng trong thể mệnh lệnh nha. Hoặc là đây là ô tô như sensei đã từng nói đúng không? Đây là Doromo này, đây là chú là gì? Ân tên siêu đúng không? Chú lái xe taxi. Vậy kuruma wo tomemasu đúng không? Vậy chúng ta không dùng như vậy, chúng ta sẽ có biển báo tomare, dừng lại. Chúng ta không thể bảo cái anh chúng ta là cướp đúng không? Không thể dùng là kuruma wo tomemasu. Thật không thể dùng được đúng không? Chúng ta phải dùng động, dùng mạnh để làm cho người ta kiểu dừng lại luôn ấy. Đó, tomare, dừng lại, đưa tiền đây đúng không? Okane chodai. Hoặc là okane dase đúng không? Nhưng mà sensei thì chưa dùng từ đấy bao giờ. Anh cameraman dạy sensei đấy. Rồi, với đây siêu ở này chúng ta là sẽ chia các động từ này sang tại mệnh lệnh và cấm chỉ. Các bạn có làm được không ạ? Cùng sensei sửa nhá. Gambarimasu đúng không? Gambarimasu, gambarinasai là câu của các bạn nữ hay nói, nhưng mà các bạn nam nói gì? Gambare kiểu như vậy đúng không? Người Nhật họ rất là như kiểu ra được ki gá được ấy, tức là có tinh thần ấy. Còn khi mà chúng ta không có tinh thần thì có thể dùng là ra được ki nai. Họ hay dùng hành động ra được ki nai hoặc là ra được ki a được nhá. Rồi, hashirimasu thành hashire, hoặc là ikimasu ike, modorimasu thành modore, được chưa nào? Quay lại đi này, đi thôi nào đúng không? Dùng thể mệnh lệnh, nhớ là dùng trong những trường hợp nào nha, không được quên đâu. Rồi, vậy chúng ta sẽ giải thuyết quyết được câu chạy thôi. Hayaku nigero, chạy nhanh thôi nào đúng không? Bị trộm bắt điên, trộm thì kiểu gì cũng phải chạy nhanh. Mấy mà chạy không nhanh là auto là bị bắt lại rồi. Rồi, tỉnh lại đi ạ. Okiro đúng không? Mẹ nói với con là okinasai, còn bố sẽ là hey, okiro đúng không nào? Kiểu như vậy. Rồi, cách chia của thể cấm chỉ, chúng ta vừa dùng thể mệnh lệnh đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng kinshike. Cách chia thể cấm chỉ chúng ta chia khác một chút ạ, mà rất là đơn giản thôi. Thêm ma vào sau thể từ điển beru của bất kỳ động từ nhóm nào cũng được, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, chỉ cần chia về thể từ điển beru và cộng với na là sau thôi.
hai rưỡi đúng không? Hai đi mát, hai rưỡi na, ai rưỡi na hoặc là y rưỡi na đúng không? Tùy theo cách đọc của các bạn. Ta bê rưỡi, ta bê mát sự chuyển thành ta bê rưỡi và ta bê rưỡi na. Tức là gì ạ? Đừng, đừng có ăn, ta bê rưỡi na nhá. Rồi, với cách chia này chúng chia xe sẽ khái quát ở đây luôn chứ không chia theo nhóm nữa. Vì tất cả đều chia về thể từ điển rự và cộng với na. Ví dụ ai ma sự thành a rự na, ca ki ma sự thành ca cự na, ta bê ma sự thành ta bê rự na, ca đi ma sự thành ca đi rự na này, ki ma sự thành cư rự na, si ma sự thành sư rự na, hoặc là bên kia si ma sự thành bên kia sư rự na. Nhưng mà chẳng ai đừng có bảo câu là mày đừng có học đúng không, chỉ có là bên kia sư rự đúng không ạ, bên kia sư rự na, đừng có học. Rồi như vậy này chúng ta có gì ạ? Ta chi đi tin si, đừng không không được vào, cấm không được vào đúng không? Ta kono naka ni haitte wa ikemasen, chỗ này không được vào. Vậy chúng ta sẽ dùng thể gì ạ? Giúp sensei chuyển câu sang gì? Chuyển câu sang thể mệnh lệnh như sensei bảo đúng không? Hai rự na đúng không? Hai rự na đừng có đi vào. Đấy, đơn giản như vậy thôi, nó cùng nghĩa với hai câu này nhá. Mà nó ngắn hơn nhỏ hơn ấy, ngắn gọn hơn nhiều. Rồi, no smoking. À kinen đúng không? Kinen là cấm hút thuốc. Vậy đừng có hút thuốc là gì ạ? Hút thuốc là sư đúng không? Simat ấy. Sự thành sự na đúng không nào? Chúng ta có thể dùng sự na hoặc là sự wara nai de kurasai với các bạn nữ. Rồi, vậy câu đừng có chạy ạ thì chúng ta có là hashiru cộng na đúng không? Hashiru na, đừng có chạy. Vậy các bạn đã nhớ chưa nào? Hoàn toàn có thể nhớ được thể mệnh lệnh đúng không? Mereke và kinshike nha. Chuki to hoshi ga nai yoru. À một buổi tối không có trăng không có sao này. Niwa no naka ni Gasagasato narasu, tức là trong vườn thì có tiếng sột soạt đang lên, sột soạt là gasagasa và gasagasato narasu, nó là một cụm từ tiếng sột soạt đang lên. Watashi wa sekin shite zonde mimasu, zonde miru, tôi tiếp cận đến gần và cất tiếng hỏi thử. Nae desu ka? Gọi rất là nhẹ nhàng, không biết là ma hay người. Tochu de bikkuri shita ninkage o kaeri mite. Kaeri miru tức là quay lại xem. Tức là đột nhiên thì cái bóng ấy quay lại đúng không? Mono totte yobu no wa nigero. Bạn ấy ôm lấy cái cổng và hô to lên là sake bự đúng không? Đúng rồi, được. Mono totte sake bự no wa nigero. Anh ấy giật mình đúng không? Ôm cái cổng và hô to chạy thôi, dụ đồng bọn đúng không? Đó, watashi wa okori tsuite tatte ite. Tôi thì đông cứng lại luôn, như kiểu động bất động luôn ấy, và đứng nguyên như vậy. Và me o saro to omotte mono ushinaimashita. Tôi tự nhủ mình là tỉnh lại đi nào và đã mất cái cổng rồi đúng không? Và me o samashi hashiru na to sakebu, và mở mắt ra và hô to rằng đừng có chạy. Bọn nó ngu là bọn nó đứng lại đúng không? Một câu hô nói chung là nó gọi là không có tác dụng nhất là mày ngoan mày đứng lại đi, với cây câu mà tao ngu đâu mà tao đứng lại đúng không? Nó đang chạy kêu gì nó đứng lại đó đâu. Rồi chúng ta sẽ matome lại một chút nhà đi thế thôi. Rồi hãy học lại mereke và kinshike. Thứ nhất là chúng ta học dùng trong trường hợp nào. Hai cái thể này rất là quan trọng vì không phải trường hợp nào chúng ta cũng dùng được đúng không? Nó thực ra nam giới nó cách dùng nó hơi cứng nhắc một chút nên các bạn hãy cân nhắc trước khi dùng hai thể này. Thứ hai là ôn lại cách dùng và cách chia của thể mệnh lệnh ạ. Cách chia cách dùng như thế nào nhớ nha, vì hai thể này hơi khó một chút, hơi bị nhầm lẫn một chút nên là không được quên nha. Và cách dùng như thế nào thì cũng phải nhớ nha. Đấy là bài tập của ngày hôm nay và nhớ không được quên là ôn lại những từ vựng này, những câu chuyện và dựa vào hai cái thể này các bạn có gặp câu chuyện nào giống sensei không thì hãy comment ở phía dưới nha.